Chào mọi người nha. Bữa nay review cho mọi người xem thực vật ba nhân hiện tại nó ra sao nha. Thì hiện tại thực vật ba nhân của mình là bắt đầu nó đã xuất hiện cái lá chia mọi người, cái lá chia. Một số người thì gọi cái này gọi là xuất hiện cái đuôi cá, bởi vì nó có cái chia như thế này nè mọi người đó. Thì nếu mà cây thực dược bên nhân của mình á, nếu mà ban đầu á thì nó sẽ như thế này nè đó ha. Ví dụ như lá nó còn non, nó chưa xuất hiện nụ á, thì nó lá nó sẽ như thế này. Khi mà nó bắt đầu nó có dấu hiệu xuất hiện nụ á thì nó sẽ kiểu như nó chia. Thì ở bên trong đây là mọi người thấy nó cũng có xuất hiện, có ú nụ nè đó, là nụ nó đã bắt đầu tượng hình ở trong này rồi nha mọi người. Thì mọi người lưu ý là thực vật ban nhân của mình á, thì cơ cuối cùng nó là 80 ngày nếu anh chị đi cơ. Còn nếu mà anh chị trồng thẳng á thì trồng mà ngon lành á thì 85-90 ngày. Còn nếu mà không ngon lành nữa thì có thể nó lâu hơn, ví dụ như là 90-95 ngày. Ở đây là mình thấy là nó có nụ rồi nè mọi người đó. Hôm nay mình quay clip này là ngày 21 tháng 11 nha. Cái thông số mà mình muốn gửi cho mọi người biết đó là cái thực vật ba nhân của mình đó, là nó từ nếu mà trời mà lạnh nha, trời mà cỡ 20 độ đó, thì có thể là 15 tới 20 ngày nó mới tàn. Nói chung là nếu mà sớm nhất thì cũng là 15 ngày, còn mà nếu mà vừa thì 20 ngày nó mới tàn. Đó là một cái thông tin rất là cực kỳ lý thú cho anh em cả nước biết là thực vật ban nhân của mình nó lâu tàn đến mức độ nào. Ở đây anh em đó là mình bắt đầu mình thấy có hiện tượng là sắp vô nụ nè. Ví dụ như ngọn này là sắp vô nụ nè, ha. Cái ngọn này là nó cũng có hiện tượng sắp vô nụ nè, bởi vì ở đây nó xuất hiện cái lá đuôi cá nè mọi người đó. Thì hứa hẹn là rất là đẹp nha anh em. Và anh em lưu ý nha, cái thực vật ban nhân mình phải nói là trồng nó cũng khó chứ không có dễ. Để mình quay dưới này cho anh em xem nè. Anh em thấy là hiện tại trong cái chậu này là trồng 3 cây nè. Cái cây này nhỏ nè, cây này nhỏ nè mọi người. Thôi không tính ha. Thì nếu mà trồng chính thức là 3 cây. Ở phía bên này nè, mình cũng view cho anh em xem nè. Cái gốc này cũng là chỉ có 3 cây thôi chứ không có nhiều. Như vậy là 3 cây á. Nhưng mà theo những cái loại thực vật khác á nha, 3 cây mà bấm 2 cây á là cực kỳ nhiều nhánh, nhiều cành luôn. Tuy nhiên thực vật ban nhân của mình á, nhánh nhiếc rồi nó chán lên anh em đó. Ví dụ như ở dưới đây nha, ở dưới đây là đi một cây ở chỗ cái tay mình nè, rồi chạy lên trên này, cái chỗ đây là cây thứ hai. Thì hiện tại là mọi người thấy là nếu mà một cây như vậy á, một gốc á thì ra làm hai nhánh, rồi hai nhánh bấm một cây nữa ra làm bốn nhánh. Mà mọi người thấy á, là trồng 3 cây thì nó chỉ có 12 nhánh thôi. 12 nhánh nha, rồi nó còn lọt sọt nữa chứ không phải cứ 12 nhánh là 12 bông nở tức thì luôn đâu nha mọi người. Tuy nhiên á, cái bông á mình có thể nói là như cái nón bảo hiểm á mọi người. Bởi vậy một chậu như thế này á, nếu đồng loạt 12 bông, mình cho nó là 10 bông mà nở cùng một lúc đi, đảm bảo với mọi người là đẹp không có đối thủ, đẹp không có chỗ chê nha. Đó. Trước đó mình cũng quay cho mọi người xem là mình trồng là 6 chậu á, 6 chậu. Tuy nhiên á, thì nó chết queo, chết tươi, chết toi á, là dòng chậu vô là chỉ còn 3 rồi còn 4 thôi. Đây mọi người, đây là những cái chậu thực vật ban nhân. Cái này là cũng có hiện tượng là sắp vô nụ nè. Đó. Bởi vì cái loại này nha mọi người, nó trời ơi, con kiến bò khoang. Ở đây mọi người. Trời xem nữa, thò vô đó nó đớp đầu. Ồ, kiến bò khoang này mọi người. Trời.
đó mọi người. Bởi vì mình dồn chậu vô cho nên là chỉ còn 4 chậu thôi. Mà cái thực dược ba nhân á, là mọi người biết là cái thời gian nó rất là lâu tàn. Bởi vậy mà với lại cái cơ cuối cùng nó cũng dài lắm, dài hơn cái loại cổ đồng Hà Lan, cổ đồng Mỹ luôn. Tại vì cổ đồng Hà Lan, cổ đồng Mỹ á, nó thời gian cắt cơ mà tới khi có bông nó khoảng 65 ngày, trong khi đó có thực dược ba nhân của mình á, là nó tới 80 ngày. Do vậy á, mà làm gì làm chứ đầu tháng chạp là nó phải thấy nụ. Cho nên là mọi người thấy là hiện tại bây giờ nó sắp vô nụ là chuyện bình thường nha mọi người, bình thường. Cái đó là phù hợp, vừa đúng Tết. Đó. Rồi có một vấn đề nữa là mọi người biết là cái bông nó lắc rất là lâu tàn. Bông nó lâu tàn cực kỳ. Cho nên là cái mấy cái chậu này là vô ibon luôn nha mọi người. Thì sau này mình sẽ cập nhật tình hình nữa cho mọi người xem. Cực kỳ luôn. Ở đây là nó có hiện tượng là vô nụ nè. Đó. Đây mọi người. Đó, hiện tượng là vô nụ đó. Thì mình cũng cập nhật để anh em biết. Sân năm mình sẽ mở hết tốc lực để mà mình làm giống thực dược ba nhân. Như năm vừa rồi mình có làm nhưng mà thật ra nó không có nhiều. Với lại cái giá nó cũng còn tương đối cao. Cái này là năm vừa rồi là mình cung cấp giống cho anh em là chủ yếu để anh em trồng trồng chơi, trồng ngắm chơi. Rồi giữ giống thôi, chứ không phải là mình cung cấp để cho anh em trồng để kinh tế. Bởi vì giống nó làm khó lắm anh em. Thứ nhất khó, thứ hai là nó ít nhánh lắm. Anh em xem nè, một cái cây thực dược nè, đó, một cái cây thực dược từ ở dưới gốc này chạy lên trên đây. Đó, chỗ đây là có hai nhánh này, chỗ đây có hai nhánh thôi. Anh em thấy nó cực kỳ ít nhánh không? Còn ví dụ như đây mà ví dụ như cánh sen hay điệu đỏ hay là những cái loại thực dược khác hay là cổ đồng khác á, trời mình nói nhánh có mà ngắt bớt chứ không dám để nữa, để nó hút hết dinh dưỡng nó không nuôi được những cái nhánh cái. Còn cái thực dược ba nhân thì nó lèo tèo. Ví dụ như đây anh em thấy này, ví dụ mình đếm 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, lèo tèo mấy cái nhánh dưới đây. Rồi mình mọi người lưu ý nha, cái thực dược ba nhân mình này là cái bông cái nó cực kỳ bự luôn, cực kỳ to luôn. Nhưng mà cái bông phụ á, cái bông phụ thì nó sẽ không to bằng là cái bông cái nha. Anh em lưu ý giúp mình là cái thông tin như vậy. Thì cây phát triển tới đâu, hoa tới đâu thì mình sẽ view lại cho anh em xem tới đó. Có cái gì mới mẻ thì mình sẽ quay cho anh em biết. Cực kỳ nha anh em, hứa hẹn 4 chậu để lý lè với anh em cả nước. Thôi thì cũng vòng vòng vài thông tin, có gì hay ho mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Còn bây giờ chào tạm biệt hết anh em nha.